Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay nhà em vừa mới mua về được một mẫu xe Mitsubishi Granite sản xuất năm 2008, form mới, đèn xanh, logo vàng. Con này số tự động 7 chỗ. Thương hiệu Mitsubishi này là thương hiệu cũng khá nổi tiếng của Nhật. Dòng này thì được cái đi rất là sướng mà người ta ví là dòng xe gọi là xe đầu đạn. Năm 2008 thì con này cũng làm mưa làm gió luôn. Thì chiếc xe này bọn em mới về cho nên là sẽ còn phải cho làm đẹp rất là nhiều thứ. Hệ thống đèn pha là phải xử lý làm cho nó trắng trở lại như lúc mới ban đầu. Và sơn tỉa đánh bóng. Sơn tỉa đánh bóng. Và kiểm tra xem phần na răng nó có bị sơ soát thì cho sơn phần na răng. Phần đầu là máy, con này thì là máy zin rồi. Xe thì keo chỉ zin 100%. Xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước anh em nhé. Đấy, màu con này là màu ghi bảng. Đây nội thất bên trong xe đây. Thì ở cửa tiền hơn 200 triệu thì anh em đang cần mẫu xe số tự động 7 chỗ thì có thể nghiên cứu cái dòng Mitsubishi Granite này. Dòng này thì chạy cũng rất lành, rất bền. Ghế da là ghế da xịn nhé. Ghế da xịn, ghế da zin. Nó cũng có những dấu hiệu tuổi tác theo thời gian đấy. Này, cái này chúng ta có thể là bọc lại được, nhưng mà nó chỉ có cái ghế lái là nó hơi bị xuống cấp một chút thôi, còn đâu là cái ghế phụ của nó nhìn vẫn còn khá là ok, và hàng ghế ở phía sau này nhìn còn khá là ok luôn anh em ạ. Đây, ghế sau thì còn rất là ok nhá. Đây, kể cả hàng ghế phía thứ ba này còn rất đẹp, mỗi cái ghế lái là hơi xấu. Cái trần của nó là trần trồng nóng rồi, trần 5D rồi đây. Táp nhi này, cam ni thì cũng khá là gọn gàng. Về hệ thống keo chỉ thì là zin cả xe rồi nhé. Con này bọn em mới về ở cửa tiền hơn 200 triệu đồng rồi. Tìm cái mẫu xe số tự động mà dòng xe chạy nó sướng sướng một chút ấy, thì dòng Granite này chạy khá là sướng. Tuy rằng nó là dòng xe 7 chỗ nhưng mà ngồi lên con này chạy thì cái độ bốc của cái động cơ Mitsubishi Granite gần như là rất là giống với những cái dòng sedan luôn. 7 chỗ chạy rất là bốc, nó không bị nì xe. Thường là những dòng 7 chỗ chạy rất là ì. Nhưng mà cái dòng Granite này chạy rất là thể thao luôn. Đây này, có ký hiệu Sport này, 2.0 Sport này. Tức là nó ký hiệu ý hiểu là dòng này là dòng 7 chỗ nhưng mà lại có cảm giác chạy của cái dòng xe thể thao. Cốp rất là rộng. Hàng ghế thứ ba thì cũng còn đẹp đúng không ạ? Giá thì có hơn 200 triệu thôi. Có cửa gió điều hòa ở trên trần anh em nhé. Dòng này có cửa gió điều hòa trên trần. Dòng Granite này thì anh em ở trong khu vực miền Nam mình rất là chuộng, rất là yêu thích cái dòng Granite này. Đó, keo chỉ zin hết cả xe rồi. Được chưa? Cái con này bọn em sẽ còn cho đi dọn dẹp nhé. Đấy, nếu mà video này bọn em lên video mà bác nào mà thích thì có thể là đặt cọc để chốt trước. Còn đâu anh em nào mà chúng ta muốn hình ảnh nó sạch sẽ, video nó sạch sẽ tinh tươm rồi thì anh em có thể chờ tầm khoảng 10 cho đến 15, tầm khoảng 10 cho đến tầm khoảng chục ngày nữa thôi. Là chiếc xe này bên em sẽ hoàn thiện. Máy có móc của nó thì bây giờ nó vẫn còn bẩn đấy. Tí nữa em sẽ cho các bác xem qua luôn máy. Đấy, những cái củ số này, cái da zin của nó bị bong chóc theo thời gian này. Đấy. Cái này sẽ bọc lại nhé. Nói chung là chất con xe này thì nó cũng chỉ được như này thôi, nó không thể hơn được. Dọn dẹp lên thì những cái thứ nào mà mình nhìn nó bị cũ kém quá thì mình có thể xử lý cho nó thẩm mỹ lại thôi. Còn đâu cái chất của chiếc xe nó vẫn phải là chất máy và chất gầm và cái hệ thống thân vỏ, nên là không có đâm va gì cả. Keo chỉ zin hết này. Đồ nhựa của xe rất là tươi luôn. Đây, kể cả bên trong này nó là zin hết này. Đồ nhựa thì tất cả những chi tiết táp ly của xe nó không có những cái dấu hiệu xước xoát gì cả. Như những cái này cũng lột ra để đánh sạch hết này. Hàn sàn 5D hết rồi. Đó, hơn 200 triệu, 7 chỗ số tự động. Thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật. Giá nốt còn rất là tương đối. Giàn nốt còn tương đối nên na răng này rửa sạch đi thì nó sẽ nổ những cái vết xước, thì bên em sẽ xử lý hết nhé. Máy đây, con này được cái máy zin,
máy zin và máy khô luôn đấy, máy zin và máy khô. Đây, giằng bệ là nguyên bản đây, ốc cabo là chưa đụng cờ lê cờ liếc vào nhé. À, đầu liếc là nguyên hết này. Đó, vệ sinh phần khoang máy nữa này. Đây em sẽ cho anh em xem qua phần tiếng máy nhé. Chào, hôm nay mưa em không quay ra ngoài để em quay video được, em phải để ở trong nán, ở dưới nán. À, máy của nó này, con này chạy được 8 vạn nhưng mà có lẽ không phải là 8 vạn gì. Con này chắc nó phải 16, tầm 15, 16 vạn rồi. Đóng mở cửa vẫn rất là khít, tất cả các cánh đều nguyên zin hết, những cái con ốc bản nề này, tem mác là nguyên bản hết nhé, toàn bộ các cánh là zin hết. Đấy, con này thì sơn bọn em chỉ có sơn tỉa và đánh bóng thôi. Hệ thống đèn thì bác chủ xe đã độ lên đèn bi này. Đèn bi màu bên trong là màu đỏ, đi ban ngày nó cũng màu đỏ như ngày luôn. Đây, máy của nó rất là chất đây. Không khói trắng, không hơi thừa nhé. Không khói trắng, không hơi thừa. Bên trong khoang máy nhìn dàn cò vàng ươm luôn. Đó, máy nổ rất là chắc máy. Rồi bây giờ thì em sẽ chạy chạy con này thử một đoạn để xem là cái chất của gầm bệ nó như thế nào. Sẽ mô tả cho anh em luôn trong video clip ngày hôm nay luôn, cũng như là để có cái phương án gọi là để bảo dưỡng để cho nó tốt hơn. Này, nâng hạ kính mọi thứ này, kiểm tra là đều rất là ok này. Rồi là những cái gương, tay gương là chỉnh điện nhá. Cục gương thì bên bên phụ thì cục được nhưng mà bên lái đang không cục được. Cái này bọn em sẽ cho kiểm tra này. Đấy, mặt gương. À, mặt gương bên phải ok, mặt gương bên trái, mặt gương bên trái này ok. Đấy, thế là vị trí là về hệ thống chỉnh gương là đang cái cục gương là cục gương bên lái này đang không hoạt động nhá, thì sẽ phải xử lý và chỉnh chu cho tốt hơn. Rồi vào số đi, dòng này có cả số thể thao này, chế độ số tay này, còn thường chúng ta vào số D là đi thôi. Đó. 7 chỗ. Dòng này nói thật với anh em là như đoạn đầu video em chia sẻ rồi. Mặc dù là 7 chỗ nhưng mà cái cảm giác chúng ta đạp ga thì nó rất là bốc, rất là sport. Nó là dòng xe nó kiểu như là dòng xe thể thao 7 chỗ ấy anh em. Nó không phải là dòng này là không phải là cái dòng xe để đi du lịch. Máy của nó là 2.4, cũng tương đối khỏe. Dòng này không phải là dòng để chạy dịch vụ. Thường là những gia đình có điều kiện thì ngày xưa mới mua cái dòng Granit này để sử dụng, bởi vì giá trị của nó đắt hơn Innova khá nhiều, đắt hơn Honda CR-V. Đấy, năm 2008 thì con này nó làm mưa làm gió luôn. Đấy, bây giờ chỉ có hơn 200 triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu được rồi, và đi con này thì không biết đến bao giờ nó mới xuống được cái giá 100, không biết là bao nhiêu năm nữa, chắc là phải muốn xuống được cái giá tầm khoảng 140-150. Em nghĩ là nó phải tầm khoảng 4 đến 5 năm nữa nó mới xuống được cái giá 130-150. Đó, chạy vẫn chắc đây. Con này về thượng lái gầm bệ thì thôi khỏi phải bàn luôn, không cần phải mất thêm 1.000 nào nữa bảo dưỡng. Thượng lái, nhà lái vẫn rất là ok. Nhà lái vẫn rất là ok nhá, thượng lái chuẩn chỉ luôn. À, phanh pháo mọi thứ là cũng rất là ăn luôn. Con này chỉ rửa qua máy mới vệ sinh qua cái phần gầm thôi, không cần phải thay thế gầm bệ gì cả. Thực nái ngon, máy chất, gầm chắc. Đấy, giá cụ thể anh em có thể liên hệ với em nhé qua số điện thoại là 0852555555. Vì là những chiếc xe mới về như này thì bọn em chưa có cái giá cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà em sẽ có cái giá tốt nhất khi mà anh em alo trực tiếp cho em. Sẽ có giá luôn khi alo cho em.
Còn đâu giá công khai thì em sẽ để cái mức giá trên 200 nhé. Và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh sơ sơ qua cho anh em. Sau khi video được kết thúc thì em sẽ chụp một vài hình ảnh để anh em nào chúng ta ví dụ có thiện chí muốn chốt cọc trước thì em cũng có cái để em gửi cho anh em. Rồi, chào tất cả các bác.